Hello Sa, chào mừng đến vlog của tao. Không, tao đang chào các bạn, đây chỉ là một phần nhỏ trước cái vlog thực sự mà tôi sẽ quay cho ngày mai. Chỉ là tôi rất hào hức tại vì tôi mới mua con Tab S6 này để thay cái laptop cho em tôi. Tôi nhận ra một điều là kiểu trên cái app này ấy, trên cái kiểu máy này ấy, kiểu mấy cái phần mềm dù là nó giống Windows nó bao nhiêu thì nó không giống hoàn toàn được ấy. Mấy cái thanh công cụ cũng thế ấy. Ôi làm việc nó khó khăn mãi nhưng mà cũng bắt đầu quen dần rồi đấy đúng không? Cũng con chuột các kiểu, trackpad các kiểu. Đây là một cái video test trên cái con Tab S6, các bạn có thể thấy cái điện thoại tôi đang dùng con Pixel 3 cũng gì đấy đúng không? Trông cũng bình thường, mặt trước cái kiểu nhiều bạn quay mặt sau. Ôi mẹ tôi tháo hết mặt lưng của ra làm cái xác này. Nhưng mà nhìn đẹp phết đúng không? Tôi lại mua một cái lưng clear ấy, dán lên làm trong suốt đẹp phết đấy. Chào gì? À? Tao gì lỗi? Tóc mày dài vậy rồi đấy mày không? Tóc mày dài không ấy Thịnh ạ? À? Chào Thịnh. Chào các bạn, hôm nay tôi đang quay vlog với anh Thịnh đi cà phê học bài, đúng rồi, học bài ở cà phê, chắc chắn học bài rồi. Chắc chắn là học bài rồi. Chúng tôi sẽ ra Hoàng Cầu đến căng tin. Ủa hôm nay là thứ mấy hả Thịnh? Hôm nay thứ tư. Thứ tư đúng rồi. Là một ngày rất đẹp. Đúng rồi đấy. Chúng tôi đang ở ngõ 31 Hoàng Cầu hay 34 ấy nhỉ? Tôi quên mẹ. Không quan trọng. Ờ đúng rồi. Hồi trước tôi học tiểu học ở đây các bạn ạ. Nó kia hoài niệm as fuck. Chậm ngồi đây. Nè. Mày muốn nói gì không? Đít mẹ duyên chưa? Đít mẹ em. Ủa, điện nhìn được ảo đấy, đi ơi. Mày đi chậm à? Tao không biết, nhìn nó thấy nó nhìn nó kiểu ảo ảo ấy. Nhìn mặt mày đĩ vậy rồi, chúng sắp dựa hiếp con đấy rồi. Thôi thôi.
Melosa. Chào mừng đến vlog của tao. Bam bam. Chạy xe trên phố xa. Ôi tòa kia nhìn hay quá. Sao có đoạn bắt chốt lúc ấy quay là mới buồn cười. Mồm em thích. Ủa cô Na nữa. Anh thích. Oh good. Thầy thích. Thôi. Chúng ta phải ma tốc độ hả? Đây đường gì nhỉ? Tao quên. Nguyễn Thị Định. Mà tao vẫn đéo hiểu sao cái này của mày nó khóa được như thế nhá. Đoán thế. Thế đang nghiêng phát từ cái này. Ôi phát. Ừ đấy. Tao nghiêng đầu phát ra. Dương quá lại chết người ạ. Các bạn, tôi vừa lên trường trên Hòa Lạc. Đây là MVT. Rồi mỗi mình tôi cả ba ấy. Ui, nặng quá, tôi cầm cái tablet ấy. Kiểu biết thế nào tôi mang cái điện thoại tôi đi rồi quay tí xong nộp lại thầy cũng được. Ôi vãi, thì đấy là vẫn có xe đi vào các bạn ạ. Vậy nãy nó người ta bắt tôi ở ngoài tôi đi bắt đỗ xe ngoài đi vào kìa. Chuyện vắng phết. Đây đồng gửi cho tôi ơi. Nóng quá trưởng các bạn ạ. Đây là những căng tin mới xây ra ấy. Ôi to phết nhỉ. Cho tranh thủ đợt dịch xong ra xây luôn nó xong. Nóng quá trưởng. Ôi cái giường. Ôi trời nắng vãi. Mày biết hiện anh cao không nhờ nóng vãi. Ôi sao màu này nó xanh nhỉ. Lỗi rồi. Ôi, cái máy này chất lượng hơi tệ nhưng mà kiểu quay cái con wide angle cam ấy, mẹ cam góc rộng ấy, mẹ nhìn rõ cả cái phòng ấy luôn. Được nhỉ. Cũng hơi bị rung lắc ấy nhưng mà cũng không sao. Ôi ngon con cụ đây là. Đấy là Thành bỏ quên rồi, được. Tiện. Được. Chị mày nói gì cơ Lâm? Say hi Lâm. Chào các viewer đi Lâm. Chào các viewer đi. I'm making a vlog. Fuck your ass up, motherfucker. That's so cursed. Lâm, say hi to the vlog. Có đấy, mày phải nói chào không tại đứt đít mày. Cái gì cơ? No. Tao cũng như thế đấy. Giác của con kia là radiation energy. Lâm ạ, đây kỷ niệm bây giờ tao cho mày xem. Lâm.